À, chào các bạn, mình đang đứng ở gian hàng Panasonic và họ đang trưng bày một cái chiếc tablet LED được mọi người rất là quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái chiếc tablet có kích thước 20 inch và độ phân giải 4K. Thì các bạn biết là độ phân giải 4K đang là độ phân giải mà được các hãng TV chạy đua với nhau trên những kích thước lớn. Và đây là cái tablet rất đặc biệt bởi vì nó kích thước chỉ có 20 inch nhưng mà độ phân giải nó là 4K. Thì về cấu hình thì nó tương tự như những cái chiếc tablet chạy Windows 8 khác thôi. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái độ phân giải 4K. Và mình sẽ mô tả thêm cho các bạn biết về cái máy như thế nào. Thì các bạn nhìn ở phía trước của nó tương tự như những cái chiếc tablet Windows khác. Chúng ta có nút home ở dưới, ở camera ở trên. Và xung quanh của nó là cái viền benzen. Và cái viền này giống như là nó phủ từ đằng sau tới. Mình có cảm giác như nó được làm bằng kim loại. Ở đây chúng ta có những nút cơ bản của một chiếc máy Windows như là nút power, nút tăng giảm âm lượng, có khe thẻ microSD, khe cổng microUSB, có loa. Bên này thì mình thấy có những cái đèn tín hiệu của Windows như đèn báo chạy, đèn báo standby, đèn báo pin này nọ và một cái cắm sạc ở đây. Thì theo như cấu hình mà Panasonic đưa ra thì chúng ta thấy có nó nặng khoảng chừng gần hơn 2kg một chút xíu. Máy 20 inch mà nặng 2kg thì mình nghĩ cũng được. Và cái độ dày của nó là 1cm. Nếu mà độ dày 1cm so với những tablet khác trên thị trường thì rất là dày, giống như iPad chẳng hạn. Nhưng mà với một cái tablet 20 inch hoặc là so với những cái máy tính Windows khác thì nó thực sự không dày. Và một cái điểm nữa mình không thích đó là cái pin nó chỉ dùng được khoảng chừng 2 tiếng. Thực chất đây mới chỉ là một cái bản prototype thôi, chưa phải là cái bản thương mại. Khi nào có bản thương mại chúng mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Bây giờ mời các bạn sang bên kế bên để các bạn xem cái màn hình thật của nó và sẽ thấy như thế nào. Ở cái độ phân giải 4K trên màn hình 20 inch thì chúng ta có cái mật độ điểm ảnh là 230 ppi, tức là nó tương đương với lại cái độ phân giải của iPad Retina. Và các bạn thấy là hình ảnh nó hiển thị là rất là tuyệt vời. Bởi vì khi chúng ta sử dụng cái máy này, chúng ta không có thể ngồi sát như là cái iPad. Chúng ta sẽ ngồi với khoảng cách xa hơn nữa. Đâm ra là không có cách nào các bạn có thể nhìn thấy được cái điểm ảnh của nó. Hy vọng là Panasonic sẽ sớm bán ra cái máy tính bảng này. Cảm ơn các bạn.